giàu vô văn hóa, thiếu giáo dục, khó đào tạo, mà có đào tạo cũng không bao giờ có văn hóa nữa. Hàng to thế, hàng bà to thế, bà đừng có đứng đây giúp con chuyện lên xe nữa đi. Nếu bây giờ không có tôi đi bảo vệ, có đi một mình an toàn được không? Mà cô là tội phạm giết người, tôi mà giết cô là tôi sẽ mang cái tội là giết người đang giết người đấy. Mình sẽ dùng võ công khống chế vặn tay rồi giao nộp cho công an. Mình sẽ lập công, báo sẽ viết về mình là anh hùng bắt mỹ nhân.